Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an huyện Yên Thành đã phát hiện xử lý ô tô khách biển kiểm soát 37B02076 của nhà xe Săn Hiền chở 20 người từ vùng dịch COVID-19 Hà Nội và Bắc Ninh về huyện Yên Thành. Nhà xe Săn Hiền chỉ có hợp đồng vận chuyển khách theo tuyến Nghệ An-Bắc Ninh mà không có hợp đồng chiều ngược lại. Trong số 20 hành khách có 14 người về từ Hà Nội, 6 người về từ Bắc Ninh. Đây là hai địa phương dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Số lượng hành khách này trước khi về chưa thực hiện các thủ tục khai báo và xét nghiệm y tế theo quy định. Ngay sau đó, Trung tâm Y tế huyện Yên Thành phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra dịch tễ, test nhanh cho toàn bộ hành khách. Toàn bộ hành khách sau khi cho kết quả âm tính được đưa về các trạm y tế nơi đăng ký hộ khẩu để khai báo y tế, theo dõi sức khỏe và thực hiện cách ly. Trước mắt, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử lý lỗi vi phạm vận chuyển hành khách không có hợp đồng đối với nhà xe Săn Hiền. Sau đó sẽ tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý về hành vi vận chuyển người từ vùng dịch về địa phương.